Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn sinh học khối 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo bài số 49, cơ quan phân tích thị giác. Nào, bây giờ các em cùng mở sách giáo khoa trang 155 và theo dõi cùng cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần hộp La Mã trước, đó là phần cơ quan phân tích. Vậy một cơ quan phân tích sẽ gồm có các bộ phận nào? Các em mở sách giáo khoa trang 155, các em nhìn cái sơ đồ ở trong sách ha, và sơ đồ này hiện trên màn hình. Các em sẽ thấy là một cơ quan phân tích thì gồm có tất cả là ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cơ quan thụ cảm nè, bộ phận thứ hai là dây thần kinh, và dây thần kinh này thường là dây truyền hướng tâm, tức là dẫn xung thần kinh từ ở bên ngoài từ các cơ quan vào trong trung ương. Và bộ phận thứ ba là bộ phận phân tích ở trung ương. À, vậy thì cái cơ quan thụ cảm nó sẽ khác với cơ quan phân tích ở điểm nào? À, cái thứ nhất các em sẽ thấy nè, cơ quan thụ cảm là cái cơ quan trực tiếp tiếp nhận các cái kích thích tác động lên cơ thể. Và cơ quan thụ cảm chính là cái khâu đầu tiên của cơ quan phân tích. Còn cơ quan phân tích thì nó thực hiện sự phân tích những cái tác động đó. Lên của cái tác động của cơ thể đó. Như vậy mình có thể tóm lại là cơ quan thụ cảm nó là một trong ba bộ phận của cơ quan phân tích nha. Rồi, vậy thì cơ quan phân tích sẽ có ý nghĩa gì đối với cơ thể? Thì cơ quan phân tích sẽ giúp cơ thể chúng ta nhận biết được nè, phân tích được những cái tác động của môi trường để từ đó mình có những cái phản ứng lại những cái tác động đó cho phù hợp. Hay mình nói một cách khác, đó là cơ quan phân tích các em có thể hiểu đó chính là năm cái giác quan trên cơ thể chúng ta, để nhận biết tác động bên ngoài và phản ứng lại những cái tác động đó. Và khi sự tổn thương của một trong ba bộ phận ở trên cái sơ đồ trên, ví dụ như là dây thần kinh nè, bộ phận trung ương nè, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là mất cảm giác và chúng ta không có cảm giác đối với lại cái nơi mà chúng ta bị cái cơ quan mà chúng ta bị tổn thương ngay cái vị trí ở dây thần kinh và bộ phận phân tích. Rồi, bây giờ chúng ta ghi cho cô cái phần ghi bài của phần một La Mã vào ha, cơ quan phân tích. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần 2 La Mã, cơ quan phân tích thị giác. Cơ quan phân tích thị giác thì nó sẽ gồm có những bộ phận nào? Thì cũng như là một cơ quan phân tích ban đầu ha, những cái cơ quan phân tích khác thì cơ quan phân tích thị giác nó cũng sẽ gồm có tất cả là ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cơ quan thụ cảm. Thì cơ quan phân tích thị giác, cơ quan thụ cảm nó nằm ở trong cái màng lưới của cầu mắt. Cái hình tròn tròn phía bên tay trái của chúng ta đó chính là cái con mắt của mình. Bộ phận thứ hai là dây thần kinh thị giác, là cái dây nối từ cái con mắt của mình đi qua bên cái trung ương. Thì dây thần kinh thị giác này nó sẽ là dây số 2, dây não số 2. Và bộ phận thứ ba là vùng thị giác. Vùng thị giác này là chúng ta đã học ở bài đại não rồi, là vùng thị giác này nằm ở thùy chẩm. Em ghi dùm cho cô các bộ phận của một cơ quan phân tích thị giác vào tập nha. Ở đây rồi, bây giờ các em có thể nhìn cho cô cái hình kế bên. Mình sẽ thấy là đây, khu vực thùy chẩm mình đã học ở bài 47 ha. Thì ngay cái khu vực thùy chẩm này nó sẽ có cái vùng thị giác chịu trách nhiệm phân tích những cái tác động đối với cái hình ảnh của vật mà chúng ta nhìn thấy. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần một nhỏ cấu tạo cầu mắt để tìm hiểu xem là cầu mắt của chúng ta có những bộ phận nào. Ở trên màn hình của các em hiện tại đây là cái cầu mắt của chúng ta, và người ta đã bổ dọc cái cầu mắt ra. Thì cái cầu mắt này
cái ánh nhìn của con mắt đang hướng về phía bên tay trái của mình, tức là những cái bộ phận trong suốt của con mắt ha, nó đang nhìn về phía bên tay trái. Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu xem là bên trong con mắt sẽ có những bộ phận nào ha. Rồi, đầu tiên là những cái bộ phận cơ quan mà nằm ở phía phần trong suốt, tức là ngay vị trí mà chúng ta nhìn ra phía bên ngoài, gồm có một là thể thủy tinh, hai là lòng đen, ba là lỗ đồng tử, bốn là thủy dịch, năm là màng giác hay còn gọi là giác mạc. Phần từ phần số 6 cho đến phần số 12 là những cái bộ phận nằm ở phía sau của cái cầu mắt. 6 là màng cứng, 7 là màng mạch, 8 là màng lưới, 9 là điểm mù, 10 là dây thần kinh thị giác, 11 điểm vàng và 12 là dịch thủy tinh. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái bài tập nhỏ dành cho các em. Các em mở giùm cho cô sách giáo khoa trang 156. Đầu trang 156, các em sẽ dựa vào cái hình cầu mắt hồi nãy cô và cô đã giới thiệu ha. Và hình cầu mắt thì nó có ở bên tay phải của mình. Chúng ta sẽ tự làm cho cô cái bài tập điền những cái từ thích hợp vào trong những cái đoạn mà người ta bỏ trống. Các em tự làm nha. Bây giờ cô sẽ sửa để xem là chúng ta có làm đúng hay không ha. Cô sẽ đọc lại thông tin nhé. Cầu mắt gồm 3 lớp, lớp ngoài cùng là màng cứng, có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt. Tiếp đến là lớp màng mạch, có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt, như phòng tối của máy ảnh. Lớp trong cùng là màng lưới, trong đó có chứa tế bào thụ cảm thị giác, bao gồm hai loại tế bào nón và tế bào que. Vậy từ bốn từ mình cần điền là màng cứng nè, màng mạch, màng lưới và tế bào thụ cảm thị giác. Các em làm đúng hay không nè? Chúng ta qua phần tiếp theo. Trên màn hình của các em đây cũng là một cái cầu mắt. Và người ta cũng bổ dọc ra, nhưng mà ánh nhìn của cầu mắt này hướng về phía bên tay phải nha các em. Thì cô sẽ giới thiệu với các em ha, thì một cầu mắt thì nó sẽ gồm có tất cả là ba cái màng chính. Màng thứ nhất là màng cứng, là một cái màng mà bao bọc bên ngoài cầu mắt. Thì nhiệm vụ của màng cứng là để bảo vệ cầu mắt. Và ở phía trước cầu mắt thì cái màng cứng này nó sẽ trong suốt, và chúng ta gọi một cái tên khác đó là màng giác hay còn gọi là giác mạc. Thì cái màng giác này nhiệm vụ trong suốt là để cho ánh sáng nó xuyên thấu qua, nó lọt vào bên trong mắt để cho chúng ta thấy rõ mọi vật. Tiếp theo, cái lớp màng kế lớp màng cứng đó là lớp màng mạch. Thì lớp màng mạch này nó có nhiều mạch máu bên trong và đồng thời nó có các cái tế bào sắc tố đen để làm tạo cho cầu mắt đó, ở phía bên trong của cầu mắt nó tối, giống như một cái phòng tối của cái máy ảnh, để cho ánh sáng cho cái hình ảnh của vật đó, nó hiện rõ. Và cái lớp màng thứ ba kế lớp màng mạch đó chính là lớp màng lưới. Lớp màng lưới là cái lớp mà trên cái lớp màng lưới này sẽ có rất là nhiều các cái tế bào thụ cảm thị giác, đó là tế bào que và tế bào nón. Và chính nhờ hai tế bào này giúp cho chúng ta có thể thấy được các hình ảnh hoặc là mọi vật mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta thấy được rõ mọi vật vào ban ngày cũng như vào ban đêm, chính là nhờ vào cái tế bào que và tế bào nón nằm ở màng lưới. Và đó là cái ba lớp màng của cầu mắt, và toàn bộ kế lớp màng lưới thì toàn bộ phần bên trong của cầu mắt nó là một cái môi trường trong suốt. Và môi trường trong suốt thì nó sẽ gồm có ba cái dịch. Thứ nhất là cái thể thủy tinh nằm ở phía trước đằng sau màng giác. Thứ hai là thủy dịch, và thứ ba là dịch thủy tinh, là chiếm toàn bộ phần phía bên trong của cầu mắt. Rồi, bây giờ các em sẽ chép giùm cho cô cái phần ghi bài cấu tạo cầu mắt vào. Rồi, ở đây còn hai phần nữa,
đó là phần cấu tạo mạng lưới và sự tạo ảnh ở mạng lưới, cũng như là cái hình 49.4 thì theo chương trình tinh giản để mà ở học kỳ 2 này sau mùa dịch á, thì Bộ Giáo dục cho đã bỏ cái phần 2 la mã, phần 2 nhỏ cấu tạo mạng lưới và phần sự tạo ảnh ở mạng lưới, và hai phần này các em sẽ tự nghiên cứu, tự đọc thêm ở nhà ha. Có gì thắc mắc thì các em cứ liên hệ gặp cô để các em hỏi. Vậy thì phần dặn dò của cô ha là chúng ta chép cái bài vào trong tập và chúng ta đọc thêm cho cô cái phần em có biết và tìm hiểu thêm các bệnh về mắt để chúng ta có thể tiếp tục qua bài sau. Mến chào các em.